Vợ chồng anh Greg, 40 tuổi và cô Heather Howell, 38 tuổi, sống tại thành phố Naples, bang Florida, Mỹ, đã vô cùng lo lắng cho cậu con trai nhỏ Eliza. Khi phát hiện cậu bé có nhiều điểm bất thường ngay từ nhỏ, không giống bất cứ đứa trẻ nào khác xung quanh họ. Khi mới được 10 tháng tuổi, bé trai Eliza đã biết nói và nói những câu đầy đủ, trong khi những đứa trẻ khác thường trên 1 tuổi mới bắt đầu bập bẹ học nói, chứ chưa nói gì đến việc nói được một câu dài. Không những thế, Eliza còn có khả năng dự đoán chính xác những thứ sắp xảy ra trong gia đình mình. Năm 4 tuổi, cậu bé thậm chí còn có thể nói chuyện với ông bà đã khuất của mình. Một chuyên gia ngoại cảm đã tới gặp Eliza và xác nhận điều này. Cô Heather cho biết, bé Eliza đã dự đoán chính xác 100% chuyện cô sảy thai, sau đó tiếp tục mang thai một cặp song sinh. Ban đầu tôi cảm thấy chuyện này thật ma quái nhưng không phải theo hướng tiêu cực, cô Heather nói. Nhớ lại khoảng thời gian trước, cô Heather kể rằng khi đang mang thai đứa con thứ hai, Eliza đã lại gần và nói với cô rằng, mẹ ơi, đứa trẻ này sẽ về với Chúa. Khi ấy, cô Heather đã rất bất ngờ và lập tức nói với con trai. Đừng nói những điều như vậy Eliza nhé, vì đó không phải những lời tốt đẹp, nhất là đối với một đứa trẻ. Thế nhưng sau đó, cô Heather thật sự đã sảy thai. Một thời gian sau, Eliza lại đến bên mẹ và nói rằng, mẹ đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Mẹ sẽ có một cặp sinh đôi và chúng đều là con trai. Khi ấy, cô Heather chỉ nghĩ rằng Eliza nói bừa, hoặc cậu bé quá muốn có em để chơi cùng nên mới nói như vậy. Vài tháng sau, cô Heather đi siêu âm và sốc nặng khi biết sự thật. Chúng tôi phát hiện có một cặp sinh đôi, cả hai đứa đều là con trai, cô Heather kể lại. Vô cùng bất ngờ và có nhiều phần lo lắng cho con trai Eliza, cô Heather và anh Greg đã quyết định mời chuyên gia tâm linh nổi tiếng trong vùng, nhà ngoại cảm Dinesh Lescano, tới để kiểm chứng xem con trai Eliza thực sự có khả năng đặc biệt về tâm linh hay chỉ là dấu hiệu của vấn đề sức khỏe tâm thần. Bà Dinesh phát hiện khả năng tâm linh đặc biệt từ năm 9 tuổi, từ đó bà đã dành nhiều năm cuộc đời để giúp cảnh sát giải quyết những vụ mất tích hoặc giết người. Khi tới thăm gia đình này, nhà ngoại cảm Dinesh đã sử dụng khả năng của mình để kết nối với ông bà đã mất của bé Eliza để tìm ra tận cùng của bí ẩn. Nhờ đó, bà Dinesh phát hiện chính người bà đã qua đời của bé Eliza đã mách bảo cậu bé về chuyện chị Heather sảy thai, sau đó tiếp tục mang thai sinh đôi. Eliza đã thể hiện tất cả những dấu hiệu để trở thành một đứa trẻ có khả năng ngoại cảm và kết nối với thế giới tâm linh. Cậu bé có ý thức rất mạnh mẽ về kiếp trước và những thứ đã xảy ra trong quá khứ, bà Dinesh nói. Sau khi xác nhận bé Eliza có khả năng đặc biệt, bà Dinesh đã tư vấn cho gia đình anh Greg và cô Heather những chỉ dẫn và tương tác của con trai họ đối với thế giới tâm linh. Nhờ đó, cặp vợ chồng không còn cảm thấy sợ hãi nữa, ngược lại vui vẻ đón nhận khả năng đặc biệt của con trai mình. Cô Heather chia sẻ, tôi đã cảm thấy thoải mái hơn nhiều sau chuyến thăm của bà Dinesh, bà ấy đã cho chúng tôi rất nhiều suy nghĩ. Tất cả chúng tôi đều mong muốn được chứng kiến sự phát triển của Eliza và coi đó như một món quà, đồng thời cảm ơn bà Dinesh vì đã giúp đỡ chúng tôi. Bà Dinesh cũng nói thêm, điều này không có gì đáng sợ cả, nó chỉ là thứ để chữa lành và an ủi. Khi tôi có thể xác định chính xác những gì đã xảy ra và giúp đỡ người khác, đó là sự nhẹ nhõm cho họ.